Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc dự lưu cho đến Như Lai, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa, Như Lai thừa, lần lượt cũng vô sở hữu. Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa, Như Lai thừa vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói, đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa, Như Lai thừa, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện như cõi niết bàn, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Đại thừa cũng vậy, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Do nhân duyên này nên nói, ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Đại thừa cũng vậy, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Lại nữa, thiện hiện theo lời ông nói, hư không không đến, không đi, không trụ, có thể thấy. Đại thừa cũng vậy, không đến, không đi, không trụ, có thể thấy. Đúng vậy. Đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì tất cả pháp không đến, không đi, cũng lại không trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp hoặc động hoặc trụ, bất khả đắc. Do nhân duyên này nên đại thừa cũng không có chỗ đến, không chỗ đi, không chỗ trụ, có thể đắc. Vì sao? Vì sắc cho đến thức, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Bản tánh của sắc cho đến thức, không đi, không đến,